tiếp tục cuộc hành trình. Trong đó phần ghi hình qua đèo ngang được giới thiệu ở một chương trình khác. Xin kính chào quý vị. Hiện giờ tôi đang đứng trên đèo Hải Vân thuộc thành phố Đà Nẵng. Đứng đây nhìn xuống biển và thành phố thì rất là đẹp. Xin có mấy lời kính chúc quý vị vui vẻ và hạnh phúc. Qua khỏi thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế, hiện giờ tôi đang có mặt tại cầu Hiền Lương. Cầu Hiền Lương được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1928, cầu do Phủ Vĩnh Linh huy động nhân dân trong vùng đóng góp công sức. Cây cầu này được làm bằng gỗ đóng cọc sắt rộng 2 mét, chủ yếu phục vụ cho người đi bộ qua sông Bến Hải. Năm 1952, Pháp cho xây lại cầu mới gồm 7 nhịp, dài 178m, rộng 4m, trụ cầu bằng bê tông cốt thép, mặt cầu lát gỗ thông, hai bên có lan can cao 1,2m, trọng tải cầu tối đa là 18 tấn. Theo Hiệp định Geneva, một vùng phi quân sự trên vị tuyến 17 từ cửa sông Bến Hải chạy dọc theo chiều dài sông đến biên giới Việt Lào sẽ trở thành giới tuyến quân sự tạm thời chia Việt Nam thành hai miền Nam và Bắc. Khi đó, cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải cũng bị chia thành hai phần thuộc về hai miền, đó là miền Nam là Việt Nam Cộng Hòa và miền Bắc là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hiện nay tôi đang đứng trước cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải. Đây là giới tuyến giữa hai miền Nam Bắc trước năm 1975. Cũng có mấy lời xin quý vị xem tiếp ở phần sau. Sau khi bị sập do dội bom vào năm 1967, lúc này cầu Hiền Lương đã trở thành biểu tượng về sự chia cắt đất nước thành hai miền Nam và Bắc. Miền Bắc là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và miền Nam là chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cầu Hiền Lương hiện nay tỉnh Quảng Trị đã cho phục dựng lại cái cầu Hiền Lương dựa theo bản thiết kế do Pháp xây dựng năm 1952. Đặc biệt, lan can cầu còn được sơn hai màu xanh và vàng nhằm mô tả cái chiếc cầu Hiền Lương trong thời kỳ đất nước vẫn còn bị chia cắt. Theo quy định của Hiệp định Geneva, dọc đôi bờ sông Bến Hải, sông giới tuyến có 4 đồn công an. Do đó, ở bờ bắc sông thì có đồn công an Hiền Lương và Cửa Tùng. Ở bờ nam sông có đồn công an Trung Hòa và Cát Sơn. Các đồn công an được bố trí khoảng 20 người, trang bị súng ngắn và tiểu liên bộ binh và làm nhiệm vụ giữ gìn quy chế vùng phi quân sự, kiểm soát người qua lại giới tuyến, kiểm soát lẫn nhau trong việc thực thi các điều khoản của hiệp định và được đặt dưới sự giám sát của tổ chức quốc tế 76 gồm đại diện các nước Canada, Ấn Độ, Ba Lan. Ảnh trên màn hình là cột cờ phía bờ bắc, còn bờ nam bị hủy hoại do thời gian nên không còn nhiều. Chào quý vị, hiện giờ tôi đang đi ngay ở cầu Danh. Bây giờ xin giới thiệu một chiếc cầu qua nữa, đó là cầu qua sông Danh ở Quảng Bình. Thì những năm tháng trước 75, đôi bờ sông Danh là tọa độ lửa khi mà phần lớn con người và khí tài chiến tranh
muốn vận chuyển vào Nam đều phải tập kết ở Phà Danh, Cảng Danh, rồi lựa thời cơ để qua sông. Cảng Danh còn được biết đến, đó là điểm xuất phát của tuyến vận tải đường Hồ Chí Minh trên biển, nơi những con tàu không số ngày đêm cảm tử chui vào Nam. Tuy nhiên, ngày nay để phục vụ cho việc đi lại thuận tiện, ngày 6 tháng 8 năm 1991, chính phủ phê duyệt dự án xây dựng cầu Danh bắc qua bến phà số 2 cách biển 5 km. Cầu được công ty cầu Thăng Long thiết kế và thi công, do ngành cầu của Pháp chuyển giao kỹ thuật. Cầu bắt đầu thi công vào năm 1995 và hoàn thành vào cuối năm 1998. Cầu có độ dài là 746 m, 9 nhịp, chiều rộng là 12 m, bằng công nghệ bê tông đúc hẳn, lần đầu tiên tại Việt Nam. Phía Bắc cầu là xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, phía Nam là xã Hà Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Bến Thủy ở Nghệ An. Ngày xưa là ở nơi đây là chỉ có phà thôi, là phà Bến Thủy. Sau này xây dựng thêm hai cầu là cầu Bến Thủy 1, Bến Thủy 2. Đây là cầu chính, cầu Bến Thủy là cầu Bến Thủy 1. Chào quý vị. Sau khi chiến tranh kết thúc, do điều kiện kinh tế kỹ thuật còn hạn chế, các phương tiện giao thông qua Bến Thủy bằng phà hoặc cầu phao. Có 3 bến phà được bố trí ngày đêm chở người, phương tiện nối liền huyết mạch giao thông hai tỉnh và hai miền Nam Bắc. Tuy nhiên, việc lưu thông bằng cầu phao và phà còn nhiều hạn chế, đặc biệt là vào mùa mưa lũ hoặc khi cầu phao gặp trục trặc gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Thì ký ức của người dân Nghệ An, Hà Tĩnh còn ghi dấu hình ảnh những đoàn xe nằm chơi phà dài hàng chục cây số, lái xe nằm vạ vật hàng tuần. Đây cũng là cơ hội vàng cho người dân, họ bán các đồ ăn thức uống cho cánh lái xe và hành khách như kẹo lạc, bánh chưng, mì tôm, thuốc lá vân vân. Nhờ đó mà kiếm được một khoản thu nhập kha khá. Do nhu cầu bức bách cần có cây cầu vĩnh cửu mặt cầu rộng cho hai làn xe qua sông Lam, nhà nước quyết định đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy, còn được gọi là cầu Bến Thủy 1. Do sau này có thêm một cây cầu Bến Thủy 2 song song với cây cầu cũ, cầu Bến Thủy sẽ có ý nghĩa to lớn đối với giao thông vận tải trên toàn tuyến quốc lộ 1. Đặc biệt có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cũng như các địa phương khu 4. Bến Thủy là cây cầu lớn thứ hai của cả nước sau cầu Thăng Long, được xây dựng sau ngày đất nước hòa bình. 5 năm thi công, từ đến năm 1990, công trình cầu Bến Thủy Hợp Long hoàn tất, sẵn sàng đón những chuyến xe đầu tiên nối liền huyết mạch giao thông cho quốc lộ 1A.